các bạn, khán giả thân mến, hiện tại là 1 giờ 30 phút tại Sài Gòn nha các bạn. Hiện tại con mắm đang vừa mới đẩy xe ra điểm bán nha các bạn ơi. Rồi, có rất là nhiều khách đang đứng chờ cho cô nha. Rất là nhiều nha các bạn. Cho đơn đi trước đây nè, đơn nãy giờ đợi lâu lắm rồi. Anh mua cho khách ha. Mua cho khách. Mấy hả Vinh ơi? Khách ở đâu đặt quay vậy? Ở bên An Dương Vương. An Dương Vương à, cũng được. Đây anh Grab đứng chờ chừng 15 phút cô mới ra nè các bạn. Anh Grab ship cốt cho khách các bạn. Để anh đứng anh chờ mới chừng 15 phút rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ ngủ được 2 tiếng, 6 giờ, 6 giờ bắt đầu đi lấy gỏi. Lấy gỏi với cơm. Chắc mắm là làm là có thể là 5 Tết được rồi. Đúng rồi. Cho cô coi chỗ đu đủ của con mắm này các bạn. Chú này là nhà kế bên các bạn.
rất dễ thương nha chú Đạt. Chú này và cái nhà 138 Phạm Hùng, cái này chú này 140 nha các bạn. Rất là dễ thương nha. Vui vẻ buôn bán đông người xe cộ dựng trước nhà chú, nhưng mà chú không bao giờ chú nề hà cái gì hết nha các bạn. Rất dễ thương nha. Chiều tới tối chị mới mua bán và bán buổi chiều đó em. Lẩu các bạn. Bán tới chị các bạn ra để bán. Khách cũng tới ủng hộ cho cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.